tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Linh mục Phaolô Lê Tấn Thành, nguyên giám đốc Đại chủng viện Thánh Du Xe Sài Gòn đã qua đời. Hưởng thọ 91 tuổi, cha Phaolô Lê Tấn Thành đã về với Chúa vào sáng Chủ nhật ngày 7 tháng 10 năm 2018 tại nhà hưu dưỡng Linh mục Chí Hòa ngay khi được tận liệm, thi hài của cha Paulo đã được di quan về đại chủng viện Thánh Du Xe và nghi thức phát tang đã được cha giám đốc Du Xe bùi công trác cử hành trước núi Đức Mẹ vào lúc 20h30. Sau khi khăn tang được làm phép, Đức cha Louis Nguyễn An Tuấn, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn, đã dâng thánh lễ cầu nguyện cho cha Paulo. Đồng tế thánh lễ có linh mục tổng đại diện Ignacio Hồ Văn Xuân, các linh mục trong đại chủng viện, trung tâm mục vụ tổng giáo phận, nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, nhà hưu dưỡng trí hòa và các linh mục thân nhân của cha cố Phaolô. Tham dự thánh lễ có đầy đủ các chúng sinh đại chủng viện Sài Gòn, một số tu sĩ, giáo dân cùng các thân nhân của cha cố giám đốc Phaolô. Chia sẻ trong thánh lễ bằng những câu chuyện thật cảm động về cha Phaolô, linh mục tổng đại diện Ignacio đã nêu bật sự uyên bác, khiêm tốn và khôn ngoan của một vị tôn sư đáng kính đang nằm giữa ngôi thánh đường cổ kính này. Thánh lễ an táng được cử hành vào lúc 8 giờ 30 sáng thứ Tư, ngày 10 tháng 10 năm 2018 tại Đại chủng viện Thánh Du Xe, sau đó được hỏa táng tại Bình Hương Hòa.